Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải thì nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về những điều kiện để mà các bạn nhận à, tge nhận airdrop e của dự án Notbay bay nha các bạn thì Notbay bay là một dự án AI sau grab nha Hiện tại dự án của chúng ta là đang có cái độ FOMO cực kỳ lớn nha các bạn trang Twitter của dự án hiện tại có tích vàng và có hơn 500.000 người theo dõi rồi rồi và trước đó dự án cũng đã đưa ra một cái thông báo về cái điều kiện nha các bạn đây và cái điều kiện để mà TGE nè Đó là bạn cần phải có cái thứ này cho TGE Tôi chỉ nói như vậy thôi Tức là các bạn cần phải có cái huy chương này nè Cái huy chương này lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn nha Nếu mà các bạn chưa làm nha rồi thì cái này chúng ta làm ở trên cây quy browser nha Nếu mà bạn nào làm trên điện thoại thì các bạn làm trên cây quy browser mới được Còn các bạn làm trên cái app của nó là không có được nha Rồi thì ở giao diện trang chủ như thế này nè Các bạn vào các bạn bấm vào cái phần uh, uh, Medan Bot nè khi mà các bạn bấm vào thì các bạn kéo xuống dưới chúng ta sẽ làm những cái bên dưới nè đây là cái huy chương này nè đây là cái huy chương này nó bắt chúng ta phải làm nha các bạn rồi thì cái huy chương này nó kêu là bằng chứng của nhân tính nè Huy chương này được tạo cho những người dùng đã chứng minh mình là con người thật sự nha các bạn Thì các bạn phải làm, các bạn phải follow những cái trang mạng xã hội của nó nha Rồi thì nó ghi nè các bạn nè, đó là làm sao để mà kiếm được cái huy chương này nè Để kiếm được huy chương này thì các bạn phải chứng minh rằng bạn là một con người thật sự đó các bạn xác minh đó Thì đảm bảo rằng bạn đã kết nối xác minh thành công với tài khoản Twitter nè, email và Discord của mình nè thì sau khi mà các bạn hoàn tất cả ba quy trình này được xác nhận thì huy chương sẽ tự động được trao nha rồi ví dụ như của mình là mình thực hiện 3 trên ba nè là mình bấm với file nè là mình có lên được nha thì ở các bạn lấy được cái huy chương này thì các bạn bấm vào cái phần mission and earn nè tại đây thì các bạn làm những cái nhiệm vụ của nó nè đây nè các bạn phải đó là liên kết transistor nha đây các bạn kéo xuống dưới nè các bạn sẽ thấy đây các bạn phải liên kết với trang discord nè, à, như mình là đã hiện lên tích, rồi liên kết với trang twitter đã hiện lên cái tích vàng nè, rồi verify email của các bạn nè đấy, là các bạn phải làm hết nha, rồi các bạn ngồi ra còn có những nhiệm vụ nè như là follow trang uh, trang twitter của dự án nè đấy, nói chung là rồi join uh, vào trang discord nè, nói chung là các bạn làm hết cái phần này nè, cái phần này các bạn lên làm mà cho mình lên 5 trên năm nha, đây làm hết 5 trên 5 cái phần uh, nhiệm vụ social media nha các bạn thì sau khi mà các bạn làm hết những cái này á các bạn quay trở lại cái phần meda bot nè thì lúc này các bạn sẽ thấy cái huy chương của các bạn sẽ sáng lên như thế này còn những cái huy chương mà à, nó chưa sáng như thế này là nó chưa hoàn thành nha đấy ví dụ như là cái huy chương đầu tiên là cái huy chương này á, là à, chúng ta phải khai thác là 100 giờ liên tục nè cũng mình là được 87 giờ rồi thì khi mà các bạn khai thác đạt được cái huy chương này á thì lúc đó mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này mình sẽ nhân thêm một lần tốc độ khai thác nữa nè các bạn nè đấy ngồi ra thì nó còn những cái nhiệm vụ khác nhưng mà những nhiệm vụ này thì các bạn có thể làm hoặc không nha. Còn cái nhiệm vụ mà à để mà làm xác minh mạng xã hội là cái nhiệm vụ này là chúng ta phải làm bắt buộc làm nha các bạn. Nếu mà các bạn không làm xác minh mạng xã hội là nó không trả airdrop cho chúng ta nha cho nên các bạn bắt buộc phải làm nha rồi thì trước đó dự án cũng đã thông báo là chúng ta còn phải sử dụng cái ví mà solana này thì mình đề xuất cho các bạn sử dụng cái ví phantom luôn nha các bạn thì cái ví này á bạn nào chưa có thì các bạn tiến hành tải về và à, đó là tạo cho mình một cái ví mới nha còn bạn nào có rồi thì thôi thì có thể trong tương lai nó sẽ cho chúng ta liên kết với cái ví phantom để mà rút về ví đó các bạn rồi nó mới cho đẩy lên sàn giao dịch nha còn hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết là à, khi nào rút nhưng mà hiện tại dự án của chúng ta mình thấy đang làm rất là nhanh và lộ trình đi rất là nhanh nha các bạn Nó thì nó không có một cái lộ trình cụ thể đâu Nhưng mà hiện tại cộng đồng phải nói là FOMO cực kỳ mạnh và hiện tại đã đến giai đoạn upchain cứu thị trường của crypto nha các bạn Cho nên có thể là nó sẽ sớm cho TGI trong năm nay thôi các bạn Có thể là cuối năm 2024 thôi Hoặc là nếu mà chậm nhất là đầu năm 2025 nha các bạn Cho nên có cái gì là mình sẽ cập nhật thông tin đến các bạn nha thì sau sự thành công của dự án Grab thì mình thấy dự án nó bay đang được cộng đồng FOMO cực kỳ mạnh nha các bạn các bạn không nên bỏ qua dự án này nha và hiện tại chúng ta khai thác trên hai nền tảng nền tảng trên web và nền tảng ở trên app nha các bạn chúng ta tận dụng cả hai nha treo máy trên trên máy tính và khai thác điểm danh 8 giờ điểm danh một lần trên điện thoại nha các bạn rồi và tất cả mọi thông tin mình sẽ để bên dưới phần ghi bình luận cũng như video đã hướng dẫn và cái đường link đăng ký nha các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau